Và bây giờ chúng ta tô màu cho cành cây. Thì tô màu cho cành cây chúng ta có thể chọn tô màu là theo cách là tô đứng. Cái màu xanh này chúng ta có thể tô chồng màu nâu được. Tại vì cái trong cái màu nâu này chúng ta tô nó đều. Và chúng ta sẽ viền, viền và chúng ta tô viền nhẹ thôi. Chỗ nào còn lem chúng ta tô làm vừa nữa. Và chưa nãy giờ các em có chú ý là khi mà mình tô, mình chú ý là mình tô đứng ha. Nếu tô đứng rồi đứng hết. Đó. Rồi viền. Viền để nó giảm độ lem đi. Đấy, tô viền, tô đứng. Thấy không? Các bé thấy không? Khi chúng ta thực hiện chúng ta tô, chúng ta sẽ tô đứng, không tô ngang, không tô dọc, một chiều duy nhất. Còn nếu chúng ta chọn tô ngang thì chúng ta sẽ tô ngang hết. Rồi cái cành cây này cũng tương tự nên là sẽ không hướng dẫn cái cành cây. Còn về phần ngôi nhà, nếu chúng ta sử dụng màu chì nó quá lợt, chúng ta phải lấy màu đen chúng ta đồ lên. Còn nếu như chúng ta không có sử dụng màu chì lợt thì chúng ta cứ vẫn giữ như vậy ha. Rồi để thực hiện tô chúng ta bắt đầu viền trước. Sau khi viền xong chúng ta vào đầu tô xéo để viền ở mé hông, mé bên phải. Rồi sau đó là mình viền ở mé bên dưới. Đó. Đây, khi chúng ta đã thực hiện viền xong ở bốn chỗ, đây, đây và đây, để bắt đầu tô. Nếu chúng ta chọn cái nét của chúng ta tô là tô xéo thì chúng ta sẽ tô xéo hết. Và cố gắng chúng ta có thể đẩy cái viết màu cho nó nằm chỗ nào còn trắng thì chúng ta sẽ tô lại một lần nữa. Đó, hả? Nếu nằm là nằm hết. Rồi, chỗ nào còn trắng thì chúng ta tô. Tô lại một lần nữa cho nó đẹp. Và chúng ta cũng không cần đè quá, tại vì đè quá thì cái màu của mình đôi khi màu hồng thì không điều chỉnh được cái tay, lúc đó thì đậm, lúc thì nhạt rồi đó. Nó sẽ không đẹp. Còn nếu như mà chúng ta tô theo kiểu đậm nước nhạt và theo ý đồ của mình đó thì nó sẽ khác. Và cái khung cửa sổ thì chúng ta có thể lấy màu chúng ta viền lên. Đấy, khung cửa sổ viền lên. Và cái màu của ô cửa sổ thường là màu kính thì chúng ta có thể chọn màu nhạt như màu vàng, hoặc là chúng ta chọn màu da. Còn cửa, nếu mà cửa gỗ thì chúng ta có thể chọn màu nâu. Hoặc là những cái màu các em có thích thích thì cứ tô thôi. Đây, cam, phiền, phiền, đấy, phiền. Chúng ta mới tập tô, các bé mới tập tô thì chúng ta nên viền trước khi tô để cho nó đỡ đi cái độ lem ra ngoài. Còn nếu chúng ta không viền thì chúng ta tô nó sẽ lễ lem ra rất là nhiều, làm cho cái bài của mình nó sẽ không còn đẹp nữa. Rồi giờ cái ngôi nhà giờ mình thích bây giờ cái cửa màu cam, bây giờ nhà mình có thể chọn màu xanh dương lợp đó. Đây tô lại, đây chúng ta viền. Cho to sao cho nó thẳng đứng nó đều cũng đẹp. Rồi, chúng ta sẽ viền ở đây. Đấy, là phần đất. Phần đất thì chúng ta có thể chọn màu nâu đỏ. Chúng ta tô cái nền đất nó theo cái màu, cái chiều ngang như thế này. Đó, chúng ta tô ngang như thế này
Giờ cho chúng ta có tô hơi ẩu đi nữa thì chúng ta nhìn nó vẫn đẹp. Và sau đó chúng ta sẽ tô kỹ lại. Chúng ta có thể đặt tờ giấy hoặc xây tờ giấy theo cái chiều mà mình cảm thấy mình dễ dễ nhất. Tô nghe chỗ nào còn trắng chúng ta tô lại, đặt cây nào chúng ta thì đặt nằm đặt đứng tùy vào chúng ta, nó thoải mái. Tới với con vẽ thì chúng ta thấy rất là thoải mái. Và nãy chúng ta lấy màu xanh này nè, chúng ta tô lọt thì hồi chúng ta sẽ lấy màu này chúng ta tô cho nó nhạt rồi, cho nó đậm hơn để cho nó tách bạch giữa cái ngôi nhà và cái bầu trời. Thì ngôi nhà này nó sẽ tách bạch ra. Vì tô một chiều thôi. Tô một chiều duy nhất. Viền. Tô. Rồi, viền. Tôi nghe đấy, cái màu của bầu trời này nó sẽ đậm hơn. Là chúng ta thấy căn bản là cái màu chúng ta tô kỹ thì dù cho cái bức tranh của mình nó có xấu đến mấy đi nữa thì mình cũng sẽ thấy nó đỡ hơn và đẹp hơn. Và khi chúng ta tô chúng ta cố gắng từ từ thôi, không có cần vội. Nếu mình đã quen rồi thì mình tô nhanh, còn nếu mình không quen thì mình cứ tô chậm chậm và từ từ. Mỗi một tiết học của các em là tới 40 phút lận đối với lớp 1, còn lớp cấp 2 đối với các em cấp 2 thì 40 phút, còn đối với các em cấp 3 thì tới cấp 2 thì nó là 45 phút. Thì thời gian này đủ cho các em vẽ vào mỗi bài thường là 2 đến 3 tiết. 2 3 tiết như vậy mình dồn lại thì nó rất là nhiều thời gian. Tiết này mình kịp thì tiết sau mình sẽ thực hiện tiếp. Rồi chúng ta cố gắng làm sao để giữ cái màu của mình cho nó đều. Rồi, đó là cái cách mà chúng ta thực hiện tô màu. Mình sẽ tô một góc. Đặt cái viết nằm thì cái màu mình tô nó sẽ đẹp hơn. Là điều chỉnh được cái độ của nhà đậm. Dạ, tùy vào mình. Ta tô rất là đều hơn. Đấy. Chỗ nào còn lem nữa
thấy mấy con trắng nó tô lại một nửa để cho cái màu nó đều nó đẹp hơn. Đó. Rồi cái cành cây nữa nãy chúng ta dùng đỏ đỏ thì nhờ mình có thể nâu đỏ thì nhờ mình có thể nâu đậm tô theo chiều đứng ha. Cái cành cây này đứng thì chúng ta tô theo chiều đứng, gốc cây đứng tô theo chiều đứng. Rồi gốc cây ở chỗ này xéo thì chúng ta tô theo chiều xéo, nó hướng dấu gạch ngang thì chúng ta tô ngang. Rồi ở đây tô ngang thì chúng ta tô ngang, ở đây xéo thì chúng ta có thể tô xéo. Đó, tùy. Rồi cái phần cây này nữa là nó đã ra được rồi ha, bức tranh đơn giản. Chúng ta như vậy bắt đầu từ cái đơn giản trước rồi chúng ta mới từ từ nâng cao lên được, mà đòi hỏi mới vô chúng ta vẽ đẹp liền không có. Đấy. Tô dọc, nãy giờ mình tô dọc rồi tô dọc hết, mình không hề chuyển cái nào nó theo cái chiều nào hết. Đấy, mình có thể tô dọc. Đó là cái phần bài chúng ta kết thúc, đây là kết quả bài vẽ của chúng ta ha. Đây.